Công chúa khu ổ chuột Malessa Kawa, từ cô bé vô danh đến tên tuổi vươn tầm lắng mốt Hollywood. Malessa Kawa sinh ra tại một khu ổ chuột nghèo với điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, cuộc đời cả Malessa và gia đình cô bé đã có một bước ngoặt không tưởng làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô bé. Malessa Kawa là cô bé được sinh ra tại một khu ổ chuột nghèo tại Mumbai, Ấn Độ. Với công việc đóng giả chú hề tại các sự kiện dành cho trẻ em, cha của Malessa đã gặp nhiều khó khăn để nuôi sống cả gia đình. Xuất thân là một cô bé sống cả đời trong một căn lều tạm bợ và tồi tàn ở khu ổ chuột, Malessa phải sống trong cảnh không có nước sạch hay đồ ăn đủ 3 bữa một ngày, thậm chí có lúc ngôi nhà tạm bợ của cô bé còn bị chính quyền thành phố phá dỡ. Thời tiết ở Mumbai rất nóng nên chúng tôi phải ngủ trên những tảng đá gần dòng nước. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng tìm kiếm niềm vui, Malessa nói. Mặc cho hoàn cảnh khó khăn, Malessa vẫn luôn giữ trong mình ước mơ trở thành người mẫu từ khi còn nhỏ. Trên phần tiểu sử của trang mạng xã hội cá nhân có hàng trăm nghìn người theo dõi, cô bé chia sẻ: "Mọi người nói rằng tôi sống trong một khu ổ chuột, nhưng tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi mong muốn có thể trở thành siêu mẫu để nuôi sống gia đình." Vào năm 2020, khi Malessa 14 tuổi, một điều khó tin đã xảy ra với cô bé khi nam diễn viên Hollywood Robert Holman phát hiện ra cô đang trong một buổi quay video ca nhạc ở Mumbai. Chia sẻ về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Malessa, Robert Holman mô tả: "Cô bé đứng giữa một nhóm cư dân khu ổ chuột, nhưng khuôn mặt của em quá nổi bật. Tôi không hiểu tại sao trước đây người ta lại bỏ lỡ gương mặt sáng giá này. Để không bỏ lỡ một gương mặt sáng giá, ngay lập tức nam diễn viên này đã cố gắng thuyết phục gia đình Malessa. Từ việc tạo tài khoản Instagram cho Malessa đến thành lập trang quỹ cộng đồng GoFundMe để giúp cô học hành và nuôi dưỡng ước mơ, anh đã giúp cô bé thực hiện hóa ước mơ trở thành người mẫu. Gần 3 năm sau, tài khoản Instagram của cô đã đạt số người theo dõi hơn 300.000 người với hơn 100 bài đăng, nơi cô thể hiện những khoảnh khắc từ cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp cho đến việc cố gắng truyền cảm hứng cho những người khác." Đúng như lời nhận xét của Robert Holman, Malessa lập tức nhận được sự chú ý. Cô bé được trao cơ hội góp mặt trong bộ phim ngắn có tựa đề Like Your Fatal của Asara Qureshi và Jash Raghu và bước đầu tiên đến với mong ước làm người mẫu của mình. Vào thời điểm đó, cô bé còn được gọi với biệt danh Công chúa ổ chuột. Cuộc sống của cô đã thay đổi. Trước đây, Malessa chưa bao giờ nghĩ rằng hình ảnh của mình sẽ có thể xuất hiện trên khắp poster, báo chí hay kênh truyền hình. Nhưng bây giờ, cô bé đang có mặt khắp nơi trên thế giới. Mọi người đều nhận ra cô và xin chụp ảnh cùng. Cô cho biết cô cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân. Khi nhìn vào Malessa rách rưới, nhiều người không tin cô phù hợp với thế giới Hollywood lộng lẫy. "Tôi sinh ra để phá vỡ quy tắc. Nhiều người nói rằng tôi không thể làm người mẫu vì tôi có làn da ngăm đen, nhưng tôi đã chứng minh rằng họ hoàn toàn sai. Tôi không để tâm đến những lời bàn tán cho rằng tôi không thể làm được điều gì, bởi tôi biết nhận xét của họ không đúng. Ngay bây giờ, tôi đang rất tự hào với cuộc phiêu lưu của mình", cô nói. Nhiều người trên mạng xã hội còn so sánh câu chuyện giữa cô với nhân vật chính trong bộ phim đạt giải Oscar Slumdog Millionaire năm 2008 của Hollywood, khắc họa câu chuyện vươn lên giàu có của một cậu bé đến từ một thị trấn tồi tàn ở Ấn Độ. Sau đó, Malessa đã được mời đóng hai bộ phim Hollywood. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang danh tiếng như Vogue, Cosmopolitan. Gần đây, cô còn được chọn làm gương mặt đại diện cho Forest Essential, một thương hiệu chăm sóc da của Ấn Độ. Hành trình của Kawa không chỉ phi thường do hoàn cảnh kinh tế xã hội của cô, mà còn vì cô đang dần xóa bỏ quan niệm sai lầm rằng chỉ có những cô gái da sáng mới được coi là xinh đẹp ở Ấn Độ. Đất nước này có một nỗi ám ảnh về làn da trắng và vẻ đẹp của một người phụ nữ vẫn thường được đánh giá qua màu da. Tổ chức Y tế Thế giới nhận thấy các sản phẩm làm sáng da chiếm 50% thị trường chăm sóc da ở Ấn Độ, nhưng Kawa muốn khuyến khích những cô gái trẻ như cô nắm bắt vẻ đẹp tự nhiên của riêng mình. Malessa chia sẻ: "Tôi nhìn thấy vẻ đẹp trong mọi thứ, nhiều người nghĩ rằng chỉ có làn da trắng sáng mới đẹp. Tôi chỉ nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn, đó không phải là cách tôi nhìn thế giới. Khuôn mặt đẹp thì tốt, nhưng vẻ đẹp bên trong còn quan trọng hơn. Tôi yêu làn da của mình và tôi cảm thấy nó rất hoàn hảo. Tôi rất vui vì có thể chia sẻ thông điệp rằng không có quy tắc đúng đắn nào cho các trẻ em gái và phụ nữ bắt buộc phải tuân theo. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn làm và tôi muốn truyền cảm hứng cho những cô gái khác và nói với họ rằng họ thật đặc biệt." Các bài đăng trên Instagram của Malessa luôn tràn đầy năng lượng, sức sống và nét đẹp tươi mới, nhưng điều đặc biệt nhất có lẽ nằm ở việc em không ngại trưng bày cuộc sống trước đây của mình. "Em từng đăng hình ảnh ngôi nhà của mình, một chiếc lều dựng lên bằng những thanh tre và mảnh vải, dòng nội dung đi kèm là: đây là nhà em, nhiều người muốn biết em có thích sống ở đây không. Sự thực là em rất yêu quý nhà của mình." Malessa từng bị một số người chỉ trích vì làn da ngăm đen, họ dựa vào đặc điểm này để đánh giá em không đủ điều kiện làm người mẫu, nhưng cô bé vẫn chiến thắng lời lẽ chỉ trích bằng một thái độ sống tích cực, làm việc chăm chỉ là sẽ đạt được ước mơ. Malessa cảm thấy rất lạ lùng khi mọi người cứ liên tục hỏi làm thế nào mà cô vẫn hạnh phúc dù cuộc sống nghèo khổ đến vậy. Với cô bé 15 tuổi, hạnh phúc không đến từ một ngôi nhà lớn hay một chiếc xe đẹp mà đến từ một gia đình yêu thương và những người bạn tốt bụng.